Xin chào các bạn. À, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái, cái tông màu trắng sáng. Thì cái tông màu này, cái thời gian vừa qua thì các bạn có yêu cầu mình rất là nhiều. À, hướng dẫn thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bằng cái ảnh thực tế của khách hàng. Thì đây là một cái cái file, file ảnh thực tế. Thì đầu tiên thì cũng như tất cả những cái ảnh khác thì chúng ta sẽ, mình sẽ điều chỉnh về cái ánh sáng trước. Uh, sắp tới là uh, thì vào vụ cưới rồi thì cái tông màu trắng sáng này nó cũng khá là ok, dành cho tất cả mọi người. Thì đây đầu tiên là mình sẽ sẽ tăng con contrast lên một chút xíu này. Anh này mình sẽ tăng con contrast lên một tí. À uh, vùng highlight ở đây highlight nó đang hơi cao. Chúng ta sẽ kéo highlight xuống. Các bạn trước khi làm bao giờ các bạn cũng phải đánh giá được cái ánh sáng trước nhá. Ánh sáng và tất cả mọi thứ ở trên cái hình ảnh này. Thế mà nó có cái gì cần phải xử lý thì chúng ta sẽ xử lý từng cái vùng đấy trước. Cái nào nổi bật thì chúng ta sẽ xử lý trước. Đó, ok tiếp theo. Sau khi chúng ta kéo cái highlight rồi thì các bạn sẽ lưu ý cho mình cái vùng shadow này. Đang rất là không ổn. Nên mình sẽ tăng lên một chút xíu ở đây. À, cái này các bạn tăng nên tăng vừa phải nhé. Cái này video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cả trong Photoshop luôn. Thế nên là các bạn làm các bạn lưu ý kỹ nhé. À, ở đây thì mình sẽ tăng vừa phải này Vào phố số mình sẽ tăng tiếp một lần nữa nó sẽ đẹp hơn để tính chỉnh đấy ngoài thì bình thường ở đây thì nó đã là khá là ok rồi cho nên là mình sẽ không có điều chỉnh mấy về cái black thì các bạn lưu ý này phóng to lên nhé các bạn sẽ lưu ý những cái vùng này này vùng tóc đen này thì uh, chúng ta sẽ điều chỉnh để làm sao nó không bị chết các cái vùng màu này đấy đấy là một cái lưu ý rất là quan trọng ở đây thì mình sẽ điều chỉnh một chút xíu ở đây và nó sẽ không chết màu texture mình sẽ tăng cái chi tiết lên một tí xíu ở đây mình sẽ tăng lên một chút thôi còn chúng ta sẽ tăng tiếp tục ở trong ô clarity ở đây thì các bạn lưu ý này cái này nó giữa cái vùng sáng và vùng tối là cái độ tương phản nó tương đối là cao cho nên là mình sẽ giảm cái clarity đi xuống này đây ví dụ mình giảm về đây thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó sẽ cái vùng uh, giữa vùng uh, cái giao thoa giữa vùng sáng và tối nó sẽ giảm đi cho chúng ta tương đối đó còn nếu như chúng ta tăng lên các bạn nhìn thấy cái tương phản rất là cao đó nên là tùy vào cái hình ảnh nhá tùy từng hình ảnh mà chúng ta sẽ điều chỉnh nó sau khi chúng ta điều chỉnh được rồi thì đối với cả cái công cụ đi hay này cái đi hay này thực ra cái đi hay này ấy, về, về cái nguyên tắc của nó là nó sẽ làm nó sẽ khử được cái việc mà ảnh bị ao nhưng ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng có thể sử dụng nhá trong các cái trường hợp ví dụ như ở đây mình muốn cho cái ánh sáng giữa vùng uh, sada và vùng hai nó giao thoa tương đối đều cho nó sáng lên thì mình có thể là điều chỉnh cái đi hay này mình sẽ giảm cái đi hay xuống đó khi các bạn giảm xuống thì nó sẽ phủ như các bạn một cái lớp ánh sáng ở đây Ok, cái ánh sáng ở đây thì nó sẽ đều hơn cái ánh sáng của nó sẽ đều hơn đấy các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ đều hơn đó à, các bạn lưu ý là điều chỉnh vừa phải nhá các bạn tăng lên thì là nó sẽ đây nếu chúng chúng ta đẩy cái đi hay lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ làm cho cái hình ảnh của chúng ta cái 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 độ tương phản nó rất là lớn đấy cái đấy là để dùng để khử thực tế của nó là dùng để khử những cái cái ảnh bị ao ấy, đấy, thế là ở đây thì mình lợi dụng nó và mình sẽ xử lý nó ở đây. Các bạn lưu ý là nó vừa phải thôi, cái gì nó cũng vừa phải thì là nó sẽ sẽ là tốt nhất. Rồi, à, sau khi chúng ta xử lý cái đi hay này thì chúng ta có thể là tinh chỉnh lại một chút ở cái cái cái, cái, cái uh, black này, thêm một tí để cho nó cái tương phản nó ổn và thêm một chút ở cái chỗ đó đoạn highlight này. Cái hai này chúng ta không kéo kịch nhé kéo kịch nó sẽ thường thường là nó sẽ dẫn đến là nó sẽ làm cho xỉn cái màu váy đi chúng ta sẽ xử lý một phần nữa trong photoshop các bạn lưu ý là như thế đây là một video video rất là chi tiết nhá mong các bạn sẽ um, xem thật là kỹ tập trung thì các bạn sẽ có được cái kiến thức để xử lý cái cái cái, cái tông màu à, tiếp theo thì đối với viran thì ở đây mình sẽ bù màu nhá bù mình sẽ bù rất là mạnh, rất là lớn lên đây. Và sau đó thì mình sẽ giảm cái saturation này xuống tương đối. À, lý do rất là đơn giản thôi, cái tông này là tông trắng sáng. thì chính vì nó là trắng trắng sáng nên là mình sẽ đẩy, mình sẽ bù màu rất là mạnh và sau đó thì mình sẽ giảm tổng thể, tổng thể toàn bộ các màu của cái ảnh này cũng tương đối mạnh luôn. đó. thì các bạn sau khi mà chúng ta điều chỉnh như này thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả rất là rõ ràng của nó đây. đó. Chúng ta sẽ phải lọc từng những cái vùng chi tiết ra một để chúng ta điều chỉnh. đó. rồi tiếp tục. chúng ta sẽ đến với cả caloric. với caloric thì mình sẽ tăng độ soi sáng của vùng da mặt lên một chút xíu. đó. À, các bạn lưu ý là vùng da mặt nó sẽ đi theo luôn luôn đi theo giải màu vàng và giải màu đỏ. Thế nên chúng ta sẽ điều chỉnh cho đây một chút. Ở đây thì mình sẽ giảm bớt cái saturation mình sẽ giảm bớt cái màu lá đỡ xanh. Rồi đối với cả cái saturation nhé thì mình sẽ giảm bớt cái tông vàng đi và mình sẽ giảm một chút xíu thôi rất là ít cái tông da mặt oran Ở đây thì mình sẽ ở Huế ấy, thì mình sẽ uh, hòa trộn, mình sẽ đẩy, mình sẽ kéo cái 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 màu orange ra này này. ở cái dải màu vàng mình sẽ kéo bớt sang à kéo sang uh, phía màu uh, cam hơn. Đây, uh, cái này có cái tác dụng rất lớn nha, các bạn lưu ý này. Thường thường ấy một số cái cái hình ảnh mà chụp mà nó bị uh, ở trên da mặt ấy, mà nó bị ánh sáng nó không đều ấy nó sẽ tạo ra các cái vùng nó cái màu vàng và màu cam tương đối rõ rệt thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách này đây đó là các bạn sẽ khử cái màu vàng này đi để hòa trộn đi các bạn kéo sang đây thì là nó sẽ hòa trộn và nó sẽ sang cái tông màu da đó đấy là một cái lưu ý rất là quan trọng khi mà các bạn điều chỉnh những cái kiến thức này các bạn nên nắm thật là kỹ thì uh ảnh nào các bạn cũng blend được, chẳng sợ cái nào cả. Rồi, sau đó thì đối với cả color grading, nếu ảnh cưới thì bao giờ cũng thế, mình sẽ làm cho nó trong hẳn lên. Thì ở đây thì mình sẽ, nó là cái tông trắng sáng mà, thế nên là mình sẽ thêm cái màu blur, thêm màu xanh, thêm màu xanh vào vùng highlight. Đây là highlight nhé đó thì các bạn thấy là, là nó đã sáng rồi. À, đối với calibration thì bây giờ mình sẽ đẩy cái cái uh, ở tinh blue này, mình sẽ uh, thêm màu vào đây, thêm màu xanh vào đây để cho nó nó rực rỡ. Rồi ok. Màu đỏ là mình sẽ bớt thêm một tí này, màu vàng này là mình sẽ khử bớt thêm một chút xíu nhá. Rồi à, như vậy là về cái cơ bản sơ bộ thì là đó, OK rồi với camera. raw OK bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh trong Photoshop nhé Mình sẽ mở ra Photoshop này. Thì việc đầu tiên khi mà chúng ta làm cái tông trắng sáng ấy thì các bạn cũng uh, phải lưu ý luôn là đối với tông trắng sáng thì cái uh, các cái vùng da và các cái vùng màu ấy là chúng ta uh, để cho nó ở cái độ cân bằng. Ở đây thì cái hình ảnh này là chụp hơi có ngược sáng và cái vùng highlight của nó hơi rõ ràng cho nên là mình sẽ khử trước cái vùng highlight nhé các bạn lưu ý này, khử trước vùng highlight để sao cho nó cân bằng giữa vùng shadow và highlight. À, cái này không phải là do không không phải là ảnh chụp kiểu uh, dạng nghệ thuật về ánh sáng cho nên là mình sẽ để ở cái tông nó cơ bản mà làm sao uh, khách hàng nhất là khách hàng cưới người ta đều chấp nhận hết. Đây người ta gọi là action uh, à là blend, theo kiểu tiền tỷ đây này bởi vì cái màu này thì gần như là ai người ta cũng cũng ok thì để khử uh, cân bằng cái vùng xa uh, vùng highlight và shadow thì các bạn sẽ ở trong Photoshop các bạn vào image nhá adjustment này bạn vào shadow highlight này ở đây là uh, này đây là highlight này ở cái uh, adjustment ấy cái middle thì các bạn để là ba cho mình color thì các bạn để không nhá chúng ta không chỉnh màu Giờ chỉ chỉnh cái vùng sana highlight thôi. Highlight đây. Đó, các bạn sẽ nhìn thì nó sẽ nó sẽ giảm bớt cái cái độ chói ở ở cái vùng sáng đi, ở vùng highlight đi. Đó. Nó giảm bớt đi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái chi tiết nó sẽ tốt hơn. Lúc trước là cái này nó bị hơi bị bị bị, bị uh hơi bị cao cái highlight nếu mà chúng ta kéo ở trong 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 camera raw, chúng ta kéo kịch xuống là cũng không được thì tất cả các vùng màu sáng ấy nó sẽ bị ám hơn như thế này này đấy cho nên tại sao mình mình phân tích kỹ nó là như thế rồi về vùng shadow thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ cần đẩy cái vùng áo và tóc lên một chút xíu để cho nó nhìn cho nó cân bằng cái hài hòa cái ánh sáng và đây chúng ta sẽ có được cái thành quả. Ok, như vậy là ổn rồi. Chúng ta sẽ quay lại layer. Cái phương pháp này thì tại sao mình lại chia sẻ nó kỹ bởi vì thực ra thì nó có rất là nhiều cách để chúng ta có thể là xử lý các cái vùng này, cái vùng sao này. Đấy, nó có rất nhiều cách. Các bạn có thể khoanh vùng rồi các bạn lấy layer rồi các bạn tăng sáng lên cũng được. Thế tuy nhiên là như thế thì chúng ta sẽ phải làm thủ công rất là nhiều. cái mà mình hướng dẫn các bạn ở đây, chia sẻ cho các bạn ở đây là các bạn có thể sử dụng nó thành action chạy cả bộ. Chạy cả bộ nhé, cho nên là tất cả theo lệnh hết. Thì bây giờ để mà xử lý cái vùng này, thì mình sẽ sử dụng kênh channel. Ở đây thì các bạn giữ phím control nhé, click vào cái thumbnail của cái 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 kênh Blur này. này. Thì nó ở đây nó sẽ chọn tất cả các vùng highlight nhé, mặc định là nó chọn tất cả vùng highlight nhé. À, khi mà nó chọn vùng highlight như thế thì các bạn sẽ đảo ngược vùng chọn, thì nó sẽ trở thành các bạn chọn các vùng shadow. Đảo ngược bằng cách các bạn ấn tổ hợp phím uh, Ctrl Shift Y ngắn, thì nó sẽ hoàn toàn là sẽ, sẽ chuyển về uh, vùng chọn là thành vùng uh, shadow. Bây giờ mình muốn để cái vùng shadow này nó đều hơn một chút này, nó sáng hơn này, thì mình sẽ quay lại đây rồi nhá. Mình sẽ vào cái tab Adjustment, chọn cái xây Kit Color. Mình sẽ chọn cái kênh màu đỏ. Đây là cái vùng này vùng màu màu đỏ này, Đấy, vùng da này màu đỏ này. Thì bây giờ các bạn sẽ kéo này. Ở đây mình sẽ kéo nhá. Mình sẽ giảm cái black ở kênh màu đỏ ở vùng màu đỏ đi. Thì các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ sáng lên. Đó, mình sẽ giảm cái màu cái màu màu đen đi mà, thì là nó sẽ sáng lên thôi rất đơn giản thì ở đây thì các bạn không nên giảm quá nhiều các bạn giảm vừa phải thôi thì nó sẽ không bao giờ nó ảnh hưởng tới các cái vùng màu khác nó chỉ ảnh hưởng ở đây nó chỉ ảnh hưởng đúng cái giải màu đỏ thôi và cái giải màu đỏ thì vừa xong chúng ta đã lấy vùng chọn rồi đấy đó các bạn sẽ kéo lên đây đó chút rồi sau đó thì chúng ta sẽ sang màu vàng hai cái này đi chung với nhau mà tông ra mặt đây các bạn sẽ kéo đây đó, cái như đây. Thì nó cũng sẽ giảm đi cho các bạn cái uh, uh, giảm cái điểm đen ở trong cái 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 vùng uh, màu vàng này. Và uh, cái vùng màu vàng này chính là cái chính là cái 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 vùng um, sao đấy. Trên da mặt đấy. Và đây là cái thành quả này các bạn nhìn này. Mình sẽ tắt đi nhá. Đó. Nó sẽ tăng sáng một phần ở đây rất nhẹ nhàng cho các bạn nhưng mà đặc biệt là nó chuẩn bởi vì nó lọc bằng kênh channel đấy nó lọc bằng kênh channel nhá lưu ý thế rồi tiếp tục thì đến bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh về cái vấn đề màu tổng thể của cái ảnh này nhá thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào adjustment layer và các bạn chọn cho mình cái selected color đối với cả cái dải màu đỏ này thì uh, uh, mình sẽ giảm bớt này giảm bớt màu đỏ thì bằng cách là mình sẽ tăng cái màu xanh này lên à, mình sẽ tăng nhưng mà tăng ít thôi nhá không không tăng nhiều uh, sau đó thì mình sẽ giảm bớt cái cái này đi một chút màu đen đây là của tổng thể nhá cái điểm đen của cái giảm màu đỏ đây là tổng thể nhé các bạn nhé các bạn lưu ý là mình có hai layer đây là một layer trước là mình chỉ sử dụng xử lý vào cái vùng shadow thôi có nhưng cái này ấy, thì là mình xử lý cả toàn bộ cả cái ảnh di uh, cũng vậy mình cũng sẽ giảm bớt cái cái màu cyan đi và các cái điểm đen uh, tiếp tục thì ở đây các bạn lưu ý này nó có một cái giải cyan này giải màu cyan này thì ở đây các bạn sẽ giảm cái sai ẩn này đi nhé. À, cái trường hợp này các bạn cứ giảm mạnh đi. Uhm, để làm gì? thì đối với cả những cái hình ảnh ấy, nó có những cái mà ví dụ như là các cái tông màu mà nó bị 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 ám màu 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 xanh màu sai ẩn ấy thì chúng ta sẽ giảm như này đi này. thì khi mà làm action ấy thì các bạn sẽ uh, chạy thì nó sẽ không bị ám cái màu xanh ở trong một số các cái trường hợp. cái này là mình làm mình hướng dẫn đây là để cho các bạn làm action luôn đấy mỗi một bộ ảnh thì các bạn nên làm một cái action riêng cho từng cái bộ ảnh một thực ra thì làm action rất là nhanh thôi nếu mà các bạn hiểu được cái nguyên lý thì các bạn sẽ làm rất là nhanh thôi cho nên là chỉ mất độ hai ba phút là làm được cái action cho cả bộ ảnh rồi sau đó các bạn chạy toàn bộ các các lệnh này đều là cái lệnh dùng để làm action nhé đối với giải y y thì các bạn cũng sẽ giảm cho mình cái lách đi nhá, giảm cái điểm đen trên cái giải vai này đi, đây giảm hết đi thì các bạn sẽ nhìn thấy là uh, những cái vùng sáng ấy nó sẽ sáng hẳn ra như thế này, để chúng ta sẽ có được cái khối của của cái 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 da mặt nó đẹp hơn, đây này các bạn sẽ giảm đi vừa phải ở đây, rồi đối với cả cái nêu tra này, nêu tra này thì các bạn nếu như các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của chúng ta nếu như mà nó không được cái cái vùng uh, vùng 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 uh, giảm mịn này, này nó đang bị hơi bị tối quá mà các bạn muốn để cho nó đều lên thì các bạn cũng lại giảm cái 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 điểm đen này đi nhá đây là các bạn giảm đi đây. đó thì cái này các bạn giảm đi cũng một ít thôi thì nó sẽ cái cái ảnh của chúng ta sẽ cái ánh sáng nó sẽ đều hơn rồi tiếp tục đến cái cuối cùng là giải black black thì ở đây ấy, các bạn nên tăng nó lên tăng lên đây nha mình phóng to vùng 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 tóc này các bạn tăng lên để tạo ra cái độ tương phản Nhưng mà các bạn tăng ấy Các bạn ở đây các bạn nên nhớ là tăng ít thôi Nó chỉ Cộng 2 gì hoặc 3 gì đấy thôi Thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ rất là sâu Đó Cái điểm đen này nó rất là sâu Nó sẽ rõ ràng cái Điểm đen và trắng Và sau khi chúng ta điều chỉnh này các bạn nhìn này Nó thay đổi không nhiều Nhưng mà nó sẽ làm cho cái ảnh của chúng ta Cái màu nó trong hơn rất là nhiều này Đó, Cái thứ nhất Cái thứ hai chúng ta sẽ khử đi được cái uh, một phần của cái 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 màu đỏ. Ok tiếp tục. Đối với những cái ảnh phim trường và ảnh uh, trong phòng thì khi mà làm đến đây và chúng ta muốn cái màu uh, cái 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 vùng da nó trắng sáng thì các bạn sẽ sử dụng tiếp cho mình cái black white, à, black white. Uh, các bạn sẽ vào men chọn cái black white và các bạn sẽ chọn cho mình cái Lumine, uh, Luminosity yeah, nhá chọn cái bộ lọc Luminosity sau đó các bạn cứ click vào và điều chỉnh ở đây ấy, nó sẽ ảnh hưởng vùng da ấy, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến hai cái giải màu vàng và màu đỏ thôi ở đây mình sẽ kéo thử này đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu da đấy nó sẽ sáng lên thì ở đây các bạn cũng điều chỉnh nó vừa phải lên một chút À, màu đỏ cũng vậy nha các bạn nhìn này đó nó các bạn cũng để đẩy lên một chút về phía bên sáng này còn đây là về, về phía này là thêm điểm đen này đây là thêm điểm sáng này thì để cái da nó bật sáng hẳn lên tông của chúng ta là tông uh, trắng sáng mà đó nên là các bạn sẽ đẩy lên ok sau khi được như này rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tông da mặt của chúng ta vẫn còn tương đối là cái sắc đỏ Đấy Thì uh, nó là trắng sáng cho nên là mình sẽ Cố gắng khử đi Càng nhiều đỏ thì càng tốt Mình sẽ sử dụng tiếp một cái nữa đó là channel mix Ở channel mix Cái kênh màu đỏ Mình sẽ giảm ở đây đi một chút Kênh màu đỏ mình sẽ Giảm cái đỏ đi một chút Ở đây các bạn nhớ là khi mà các bạn giảm ở đây đi, thì cái tô tuần ở đây nó sẽ bị giảm xuống nó còn 96% và để bù lại thì các bạn bù ở đây nhé, các bạn bù vào cái màu màu xanh này, các bạn bù thêm cái cái, cái điểm sáng này vào này. Đỏ thì chúng ta đã giảm đi rồi nhá. Ở đây mình sẽ bù lại này, bù lại thì các bạn bù đủ 100% thì thôi nhá. Ở đây mà đã giảm đi 4 thì ở đây các bạn sẽ cộng thêm 4. Ok. À, các bạn sẽ nhìn thấy này, đó, nó sẽ giảm đây nhá, to lên như này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu đỏ nó sẽ giảm đi mất một phần. lưu ý là các bạn đừng có làm nhiều quá nhá, nếu mà làm nhiều quá thì là nó sẽ mất hết cả cái 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 cái, cái uh, sắc tố của da. Uh, tiếp theo đến bây giờ mình sẽ xử lý là mình sẽ chỉ để để cho cái cái giảm uh, cái cái cái, cái uh, màu đỏ ấy chỉ ở vùng da thôi thì đang ở layer này mình sẽ chọn select chọn carolin ở đây thì các bạn sẽ ví dụ lúc đầu nó sẽ như thế nào thì không, không không cần quan tâm nhé các bạn sẽ mở cái suộc này ra này cái select như này và các bạn chọn cho mình cái skin tone skin tone này sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái uh, detect fake để nó chỉ chọn vào cái vùng da thôi các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ vùng da nó sáng này, các bạn ấn OK thì nó sẽ chỉ ảnh hưởng ở đây, ấy, thì nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến cái vùng da thôi, các bạn lưu ý đó. Còn cái vùng bên ngoài nó sẽ không ảnh hưởng. Vì lúc nãy là mình chỉnh như thế này ấy, là nó ảnh hưởng cả đến cái vùng bên ngoài. Bây giờ thì chỉ để vùng da thôi. OK. Như vậy là chúng ta đã đi được đến tám 90 mươi phần cái quãng, cái công đoạn về điều chỉnh rồi điều chỉnh về về về, về uh, uh, tông uh, da trắng sáng rồi, còn một chút xíu nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ, các bạn sẽ gộp toàn bộ các cái uh, toàn bộ cái layer này thành một cái layer mới, uh, cái layer mới là cái layer đã áp chỉnh sửa tất tất cả các cái này rồi bằng cái tổ hợp phím là Alt Ctrl Shift E thì các bạn sẽ tạo ra được một cái layer. Mới nó là cái đây, uh, tổng hợp của tất cả những cái công đoạn chúng ta vừa làm lúc nãy Sau đó các bạn sẽ vào select Các bạn vào select nhá, Các bạn sẽ chọn cho mình cái color tiếp tục Và lúc nãy chúng ta vừa mới uh, chọn về cái vùng da mặt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ấn ok luôn thôi Để nguyên mặc định như thế này Chọn vùng da mặt ấn ok Sau đó thì các bạn sẽ chọn lấy cho mình cái Feather bằng cách là Click chuột click click phải hoặc là uh, An F6 các bạn lấy cho mình cái feather khoảng 15 pix các bạn ấn ok để cho nó mềm ra thôi mà cũng không 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 có gì cả à, sau đó thì các bạn vào adjustment layer các bạn chọn cho mình cái color blank à, các bạn sẽ chọn cho mình ở trong cái tone này, này các bạn chọn cho mình cái highlight ở đây chúng ta làm công đoạn cuối cùng để khử cái màu đỏ ở đây là chúng ta sẽ khử cái màu đỏ trên da mặt bằng cách là chúng ta sẽ kéo đây đây là màu đỏ nhá đây là màu xanh này khử màu đỏ chúng ta sẽ kéo xong này đó nhưng mà mình sẽ chọn vùng highlight thôi đó. À, các bạn lưu ý là mình sẽ chỉ điều chỉnh tới cái mức mà mình thích thôi mình 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 muốn thôi chứ còn không phải là mình cứ kéo mạnh quá thì là không được rồi sau đó thì ở, ở cái uh, giải yellow này yellow và blue này chúng ta sẽ mình sẽ đẩy lên đây một chút tại phía, phía xanh nhìm một tí đấy giảm đỏ như thế này cái này thì uh, về bên phía sai cái này thì về bên phía blue ok như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái quá trình này rồi uh, bây giờ mình sẽ nói cho, uh, cho các bạn biết về cái vấn đề tại sao tại sao nhá là chúng ta lại phải dùng calo ở đây để uh, lấy cái 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 uh, vùng da mặt mà chúng ta không kéo cái vùng highlight toàn bộ tâm chúng ta không để nguyên để chúng ta kéo bởi vì như thế này nhá nếu như chúng ta dùng để nguyên chúng ta không lấy vùng chọn thì đây là cái vùng 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 highlight này đấy vùng highlight này nó sẽ bị ảnh hưởng theo và nó sẽ bị mất chi tiết rất là nhiều cho nên là ở cái công đoạn này mình sẽ sử dụng caroline là như vậy à, sau đó thì bây giờ thì là xong rồi hoàn thiện rồi còn nếu các bạn muốn tinh chỉnh thêm thì ok, các bạn có thể tinh chỉnh bằng cách là các bạn có thể thêm một chút cái tăng một chút sáng ở đây cũng được. Đấy là tùy, nhưng mà đối với mình ở đây thì là ok rồi bởi vì tất cả các công đoạn này thì mình đều xử lý chi tiết bằng cách là dùng sử dụng các cái lệnh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái, cái thành quả mà chúng ta làm từ đầu đến cuối đến bây giờ. Đây. Đó, khi mà các bạn xử lý được chi tiết tất cả mọi thứ thì nó sẽ Sẽ ok như thế Và cái yêu cầu cuối cùng của chúng ta là gì Khi chúng ta điều chỉnh Điều chỉnh về ánh sáng về tông màu với tất cả mọi thứ thì Các cái chi tiết này Cái chi tiết vùng đen này Tóc tai các thứ nó phải rõ ràng Đó, Nó phải rõ ràng Nó không được mất chi tiết Nó không bị Không bị chết màu Đó, Các cái vùng này Đó rất là rõ ràng Và cái ánh sáng của chúng ta là đều Đó ánh sáng của chúng ta là đều. thì đối với ảnh cưới ấy, thì những cái tông màu như thế này là cái tông như cái tông màu mà mình dám khẳng định với các bạn là khách người ta không ngờ người ta chê cả, kể cả từ studio người ta cũng không chê đâu. chứ còn các cái tông màu mà ví dụ chúng ta ép các cái tông màu đôi khi khách người ta không thích đâu, Bởi vì là người ta bản chất là người ta khách người ta không 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 thưởng thức được. đấy. thì đây là cái các cái công đoạn rất là chi tiết. À, mình hướng dẫn lại theo yêu cầu của các bạn để cho các bạn có một cái uh, kỹ năng cũng như là thêm một cái phần kinh nghiệm để các bạn xử lý uh, ảnh trong mùa cưới. Chúc các bạn là có một cái mùa cưới uh, uh, gặt hái được nhiều thành quả cũng như là uh, cố gắng là làm sao chúng ta được trao dồi được cái thêm cái kiến thức để cho chúng ta có được uh, nói chung là nhiều sự lựa chọn trong cái vấn đề xử lý ảnh. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo